sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khách mời, đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Kính thưa ông Lữ Văn Thư là trị sự viên Trung ương, là giáo lý viên ban thư trị giáo lý ban trị sự Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên ban đại diện tỉnh An Giang, đặc trách khu vực huyện Phú Tân. Kính thưa ông Võ Hoài Lâm, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Hòa Lạc. Kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Hòa Lạc là ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa quý vị là trưởng ban, phó ban, trị sự viên của các ban trị sự xã, phường, thị trấn về đây tham dự. Kính thưa các bậc trí thức, các nhà mạnh thường quân, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể yêu quý đồng đạo có mặt kính mến. Được sự phân công của ban hội truyền giáo lý ban trị sự Trung ương cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức mà giờ đây tôi rất hân hạnh được có mặt nơi này. Với mái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và cùng những gương mặt hiền từ rạng ngời khả ái của toàn thể cô bác đồng đạo trở về đây tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo rất đông đủ. Khi đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Vì hôm nay, đức thầy chúng ta xa vắng mà ở quê nhà, chúng ta biết thể hiện tinh thần đoàn kết, thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức như thế này. Chứng tỏ thể hiện tinh thần đoàn kết của quý vị rất là cao. Tôi thấy nghĩ rằng, đức thầy của chúng ta sẽ rất vui lòng thọ già. Như Ngài từng cho biết, lòng trẻ thạo biết đòn biết kết, phí sáng vàng mê mệt đâu này, băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Và hôm nay tôi cũng rất vui mừng được đến đây để tâm tình cũng như chia sẻ cùng cô bác đồng đạo chúng ta vài nét cũng như vài ý nghĩa trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vậy trước khi đi vào nhiệm vụ của mình, xin được phép gửi đến cùng toàn thể quý cô bác đồng đạo nơi đây lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa cô bác đồng đạo kính mến, trước tiên thì tôi xin phép hỏi quý vị trong hội trường chúng ta một câu nha. Quý vị có khỏe không nè? Dạ khỏe hết đây. Khỏe hết không quý vị? Dạ khỏe. Trước tiên mà hỏi thăm quý vị mà trả lời mà chỉ cần khỏe thôi là tôi cảm thấy rất là vui. Tại vì thiết nghĩ trên đời này không có cái gì nó quý cho bằng chúng ta có sức khỏe. Mình có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả. Và mình có sức khỏe thì mình sẽ thực hiện các công việc như lòng mình của mình mong muốn. Cho nên sức khỏe nó là cái vốn quý nhất của con người. Vậy tôi hỏi quý vị khỏe là tôi cảm thấy rất là vui à. Và hôm nay thì tôi cũng được phép đến đây để tâm tình chia sẻ cùng cô bác đồng đạo chúng ta qua bốn câu giảng như sứ ngôn vừa giới thiệu. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Ở trường chúng ta đồng ý chia sẻ bốn câu giảng hay không vậy? Dạ phải nói riêng bản thân tôi cũng rất là lấy làm tâm đắc với bốn câu giảng này. Mình thấy nghĩ rằng trong cuộc đời tu thân hành đạo của mình, chỉ cần chúng ta thực hiện bốn câu giảng này thôi là chúng ta sẽ được giải thoát rồi. Cho nên cái tầm quan trọng và cái lợi ích của bốn câu giảng này
như thế nào. Giờ đây thì bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu một. Trước khi đi vào nội dung của bốn câu giảng này, tôi xin phép kể cho hội trường chúng ta nghe một cái câu chuyện có nhân đề là nước mắt cá sấu. Hội trường chúng ta có ai nghe câu chuyện gì chưa? Dạ. Vậy thế nào hôm nay mình nghe cái câu chuyện nước mắt của cá sấu là như thế nào? Thế ở bên một cái bãi biển nọ, thì hàng ngày có một con cá sấu này gì, nó bơi lên, nó nằm ở trên bờ biển, nằm buồn hiểu buồn thiêu vậy đó. Mà thường thì lúc nào hai giọt nước mắt của cá sấu cũng chảy dài. Thì ở trên rặng cây nọ có con khỉ, hàng ngày con khỉ này đầu cũng truyền cành cây này phóng qua cành cây nọ ở trên cái rặng cây kia. Hôm nọ cái khỉ mới lên la, mới phóng xuống đất, mới đi đến gần cá sấu, mới nói nhìn cá sấu như thế này: nơi này anh cá sấu, sao tôi thấy mỗi ngày anh đều trường lên đây để anh nằm, mà trong cái mặt của anh buồn bã quá, mà không thấy anh có bè bạn gì hết, sao thấy cuộc sống của anh buồn quá, tại sao vậy? Khi mà khỉ hỏi cá sấu như vậy, cái lúc này cá sấu mới trả lời: nói tôi thì không nói giấu gì vì anh, cuộc đời của tôi thì sống cô đơn lắm, không có bạn bè gì hết, cho nên anh quanh năm thì tôi chỉ cái trường mình lên bờ biển này để tôi nằm rồi lủi thủi một mình vậy thôi, chứ không có bè bạn gì hết. Lúc này cái khỉ nghe cá sấu đó vậy, rồi cái khỉ mới nói với cá sấu như thế này: nói sao mà cái hoàn cảnh của anh nó cũng giống như cái hoàn cảnh của tôi quá à. Tôi thì quanh năm cũng không có bè bạn gì chứ, tôi sống ở trên rặng cây này nè, có mình nên là tuổi tuổi của mình nhưng không có bè bạn gì, buồn lắm. Thôi thì tôi với anh cái hoàn cảnh là đồng cảnh khổ với nhau, giờ tôi với anh kết làm bè bạn là anh chịu không? Lúc này cái cá sấu đồng ý. Thì khi khỉ với cá sấu đầu kết làm bè bạn với nhau rồi, hàng ngày thì hai con vật này nó mới tâm tình chia sẻ những vui buồn sướng khổ này nọ. Sau một thời gian, cái lúc này cái cá sấu mới nói với khỉ như thế này: nói anh khỉ, tôi với anh nào giờ bè bạn với nhau, mà cái nhà của anh á, ngày nào tôi cũng lên đây cho nên nhà của anh tôi biết, mà riêng về nhà của tôi thì anh không có biết, tôi muốn mời anh về nhà tôi chơi một chuyến quá. Cái khỉ mới nói: chàng ơi, cái nhà của anh nó tốt ngoài biển khơi, phải làm sao tôi tới đó được. Cái là cá sấu nói: không sao, bây giờ chỉ cần anh leo lên lưng tôi thôi là tôi sẽ đưa anh ra tới nhà tôi chơi một chuyến cho biết. Thủy suy nghĩ một hồi cái nói: ừ phải hả, hồi nào giờ anh cá sấu tới nhà mình không à, nhưng mà nó thì chưa tới nhà anh cá sấu, thôi sẵn cái dịp này mình cũng lên tới nhà anh cá sấu chơi một chuyến cho biết. Cái lúc này khỉ phóng lên lưng cá sấu bơi một mạch ra ngoài giữa biển. Khi mà ra tới giữa biển rồi, cái bắt đầu cá sấu mới nói với khỉ nè: nói anh khỉ, tôi với anh nào giờ là bè bạn không anh khỉ? Khỉ nó vậy chứ làm sao? Cái cá sấu mới nói tiếp: nó nếu như vậy thì anh em của tôi cũng như anh em của anh phải không? Cái khỉ nó vậy chứ làm sao? Cá sấu mới nói tiếp: như vậy là cha mẹ của tôi cũng như là cha mẹ của anh chứ vậy? Cái khỉ nó đúng rồi. Cá sấu mới nói tiếp: như vậy chúa của tôi cũng như là chúa của anh. Lúc này cá sấu mới nói: tôi thì không nói giấu gì anh, chúa của tôi rồi, chúa cá sấu của tôi hiện nay đang mắc một cái căn bệnh rất là nặng, cần phải có trái tim con khỉ mới chữa được cho bệnh cho chúa của tôi. Lúc này cái cá sấu mà nói đến đây là bắt đầu khỉ hết hồn hết vía. Khi mà nó cần cái trái tim con khỉ là lúc này khỉ nhìn bốn bề nó là sống nước không, trùng trùng toàn là nước không, thì khỉ nói là kiểu cái nước là chết chắc này, không còn cách nào mà thoát khỏi. Nhưng mà trong cái lúc mà thập tử sanh như vậy, trong cái lúc mà cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, khỉ mới nảy ra một cái ý. Khỉ mới dỗ linh cá sấu, mới nói như thế này: chàng ơi, anh cá sấu ơi, cái chuyện vô cùng quan trọng như vậy mà anh không báo cho tôi biết trước để tôi đem theo. Trời ơi, tôi nói thiệt cho anh, trái tim của tôi để ở nhà rồi, phải anh nói sớm làm tôi đem theo. Thôi lẹ anh quay vô bờ để mà tôi về tôi lấy trái tim của tôi để mà đem ra mà cứu chúa của anh khỉ anh cá sấu ơi. Cá sấu nghe tưởng đâu là khỉ nói thật, cho nên nó quay trở lại một mạch vô đưa khỉ vô tới bờ. Khi mà lên tới bờ rồi, đi gần tới bờ rồi,
nghĩ ta thấu một cái thâu cái là lên tới trình bờ. Lên tới trình bờ lúc này cái bắt đầu cái kỹ mới quay xuống nói với anh cá sấu như thế này. Nói anh cá sấu ơi, giờ này tôi mới biết được giọt cá sấu, nước mắt cá sấu là như thế nào. Cho nên kể từ đây vĩnh biệt anh cá sấu ơi, tôi với anh không còn là bạn bè gì nữa hết, xin vĩnh biệt anh. Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng với cái cảnh mà ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tôi thấy nghĩ rằng là không có cách nào mà chúng ta mà thoát khỏi cái chết hết, chỉ có cách chết mà thôi. Nhưng mà nhờ có cái trí khôn, nhờ có cái trí khôn và cả sự hiểu biết mà nghĩ ta mới may sẽ được vô bờ và thoát chết. Thì qua câu chuyện trên cũng trở lại cái đề là chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta cũng phải tưởng tượng màu xanh tử xuống màu diễn. Không có gì, cô bác đồng đời chúng ta cũng chết không biết bao nhiêu lần gì. Nhưng mà chỉ còn một lần này, nếu như mà chúng ta mà thoát được cái cảnh chết về với cảnh ta bà, về với cảnh cực lạc yên vui, thì không cách gì khác hơn là chúng ta phải có trí và chúng ta phải thực hiện theo các điều kiện mà Đức Thầy chúng ta đưa ra để dạy cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, để chúng ta giảng sanh về cực lạc. Như vậy điều kiện gì đây? Với các điều kiện như sau đây, Đức Thầy chúng ta đưa ra như thế này. Câu đầu Đức Thầy cho biết: dứt mê tâm, dứt điều mờ ghét. Chữ dứt có nghĩa là cắt đứt, là loại bỏ. Mà cắt đứt loại bỏ cái gì? Loại bỏ mê tâm cái gì? Mê tâm là cái gì? Và Thầy dạy mình phải cắt bỏ. Mê tâm đó chính là tâm mê cái gì? Tâm mê của mọi chúng sanh sống ở trong cảnh thế gian này cái gì? Chính vì cái tâm mê này mà nó đưa chúng ta luân hồi sanh tử, thậm chí nó đưa chúng ta xuống cảnh địa ngục cái đỉnh. Và cũng do cái tâm này mà nhờ cái tâm giác ngộ này mà có thể đưa chúng ta về cảnh thiên đàng cái gì. Đức Thầy khẳng định địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái dự tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy là hoàn toàn là do cái tâm này, là do cái tâm này quý vị. Mà quý vị biết không, chính vì cái tâm mê này mà nó khiến chúng ta phải luân hồi sanh tử. Đức Thầy cho biết nói đến tội này, tội ác này do thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, vô vô giữ thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê man theo những vật nhỏ nhen, mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Như vậy bây giờ đây, chúng ta muốn thoát được cái tâm mê này, chúng ta phải làm sao? Đức Thầy dạy, việc mê si phải nương thiền giác. Thiền giác là gì? Thiền giác tức là cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Muôn việc làm tránh trực vô quan, từng bà đâu tin vướng nghe càng, làm ngu muội rõ thân cũng biết. Và cái thứ hai đó là chúng ta phải thoát, là chúng ta sống trong thế gian này chúng ta tham lam trần cũng được. Chúng ta cần gì chúng ta cần gì? Tham lam là gì? Ngủ là danh lại tình ăn ngủ. Bây giờ danh đó thì muốn danh thơm nè, tiếng thì danh đó thì muốn danh thơm nè, lại thì muốn lại lớn, tình thì muốn tình hồng, ăn thì muốn ăn ngon, ngủ thì muốn ngủ kỹ. Đây là năm món ngũ dục mà nó làm chúng ta say đắm trong thế gian này. Và là tiếp theo sáu món mà chúng ta ghiền nhiễm ở cõi trần này, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt thì ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, rồi mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Đức Thầy khẳng định nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi chơi dịu, đồ ưa kho nó ưa nó chịu, chốn xả thương hay nhớ lại cần, lưỡi ưa kho là điều nó cần,
được ngọt béo, nó thương, nó mến, thân thân xuống tiền của đất, đặng ăn xài cho bị tâm tình, rồi đấy thì sửa sắc soi hình, giới nhất phận cho cao, cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau rứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm là khỏi mấy hồi, mượn trí đạo gửi ra khỏi xác, giúp được nó, giúp được nó đâu cái vậy, là giúp được nó ấy là cho nên đó, là chúng ta không có thế gian này mà chúng ta phải làm sao mà không sai lắm ngũ dục, giờ chúng ta không ghiền nhiễm được trần cái gì mà tôi thấy nghĩ là chúng ta mắt tay mũi lưỡi thân ý này á, mình có ghiền nhiễm nhiều hết thì chắc là tự mình biết, không ai biết được đâu, và tự mình sửa thôi. Mà có khi tôi phải suy nghĩ rằng tại sao mà thầy nó là mắt thì ưa xem sắc đẹp, tôi thấy nghĩ rằng mắt thì ưa xem sắc đẹp thì trên đời thì ai cũng thích nhìn sắc đẹp hết, ai mà thích nhìn cái xấu không biết không, dạ mắt thì phải thích nhìn cái sắc đẹp rồi, nhưng mà tại sao nó lại có tội, nhìn cái tội chỗ nào không, tội ở chỗ này. Ở chỗ là chúng ta bận biểu nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, và năm không có cái kim chỉ có tội ở chỗ là chúng ta bận biểu, chứ thật ra mà nếu như chúng ta mà thấy nó chúng ta thử nó rồi chúng ta duyên ngưỡng nó xong rồi chúng ta thanh con nó đi qua thì không có sao, nhưng mà nó tội ở chỗ bận biểu chứ thì cái bận biểu rồi nó sẽ bị nó trói buộc rồi thì nó sẽ khiến chúng ta đau khổ và chúng ta phải chịu luân hồi sanh tử, cho nên thầy cho biết là giúp được nó ấy là giải thoát thì sẽ cho thầy mới khỏi đoạn này, cho nên thầy dạy mình là phải trước tiên là chúng ta phải giúp nguyên tâm, cái thứ hai là thầy dạy ta là phải giúp điều hờ ghét là cái gì, hờ ghét tức là cái sự nóng nảy, cái sự ganh ghét, cái sự giận hờn. Giờ cô bác đồng đạo trong hội trường chúng ta, giờ mình kiểm lại lòng mình coi, giờ mình tu mấy chục năm rồi đó, giờ mình còn nóng không cái gì, còn không, bây giờ trong gia đình mình hàng ngày là có khi mình còn nóng không, còn nóng nhiều không, nhưng mà cái gì biết không, cái sự nóng nảy này ha, nó đốt đi, nó đốt tất cả những công đức của mình đó cái gì, nó rất là tai hại. Cậu rất cho biết là nhất thân tâm chi quả năng thiêu dạng phảnh công đức chi sơn, chỉ cần một đám lửa nhỏ nổi lên thôi là thiêu đốt hết cả rừng công đức của mình rồi. Quý vị nghĩ đi, mình ăn chay nè, mình có bốn lại nè, mình đi làm từ thiện thì rằng tôi nói hả, mình làm tất cả các công đức từ thiện cực khổ lắm, nhưng mà phải để nó được ăn chay đâu, thế mà mình mục đích mình đi làm cực khổ làm gì quý vị, để kiếm công đức. Mình sống cái trên đời này mình rất thích nhất là mình làm phước đức cho công đức đó vậy. Nhưng mà một cái đó mà mình để cái sự nóng nảy cảnh nó học lên là tôi đưa đốt hết cả đường công đức của mình đó vậy. Cho nên cái sự nóng nảy rất là đáng sợ cái gì. Đức thầy cho biết là lửa trong tâm chẳng đốt mà lần nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà con giữ trước, để tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dãy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực rồi hơi tự đắc theo khoan giọng sức, phải bị người thèm thích ghét ganh, rồi thua khổ ngươi làm chuyện bất lành gây nghiệp dữ quan quan tương báo, rồi trong đơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con gặp dữ trên rừng, gặp thịt con cấu xé tinh mừng, phân từng mảnh mới là khỏi dạ. Có ai mà nói chẳng mà lúc đó nó mầm lẻ cái gì vậy? Lẻ hả? Bà hiểu cái gì? Một cái cơn mà nóng giận của mình mà nổi lên rồi nha, mình muốn xé xác đối phương mình ra làm trăm ngàn dạng mảnh mà có khi mình chưa vừa lòng khỏi dạ. Cái cơn nóng giận nó rất là khủng khiếp vậy. Dạ. Ở đây hội trường chúng ta có ai coi mà coi phim Tây Du Ký không cái gì? Có phim Tây Du Ký mà coi rất tập là thầy đòi được tâm tạng đi qua cái bãi Diễm Sơn đó. Ở
ở chỗ này trời đi qua có cái quả diện thân nó nói hai lửa trái rút nên làm sao đi qua được, cái cho nên đồ để có tâm tạng nó thôi thầy ơi mình đi con đường khác, đi con đường này nữa không à, nhưng mà muốn tới Tây Thiên Thỉnh Kinh thì phải đi qua cái quả diện thân này cho nên đâu có cách khác. Thì ở đây chúng ta thấy đó, Tề Thiên mới đi mượn cây quạt ba tiêu quý vị. Nhưng mà rất tiếc ông mượn cây quạt lần đầu về nhầm cây quạt giả, cho nên ông quạt vô lửa trái dữ dội hơn. Đến lần thứ hai Tề Thiên mới mượn được cây quạt thiệt, về quạt vô thì lửa mới tắt. Thì thầy trò đường tâm tạng mới qua được cái quả diện sơn và đã tới Tề Thiên để thỉnh kinh một cách rất là an toàn. Hôm nay đến thầy cũng dạy người tín đồ Phật giáo và hảo chúng ta phải tìm được cây quạt ba tiêu đúng không chị? Đến thầy cho biết chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, phải không? Cái gì mà ba tiêu là quạt gì? Mà quạt ba tiêu ấy chữa quả diệm sơn trong lòng của mình cũng là cái quả diệm sơn, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Như vậy trong lòng của mình cũng chính là cái quả diệm sơn nữa. Mà thầy dạy mình là phải tầm cho được cái quạt ba tiêu. Giờ quạt ba tiêu ở đâu tầm giờ quý chú, quý cô? Đầu ba tiêu giờ nó ở đâu? Dạ, quý vị biết cái ba tiêu là cái quạt gì không? Dạ. Quý cô trên này đã ra bài là muốn có cái quạt ba tiêu là phải có khoan dung, phải có nhẫn nhịn, phải có từ bi. Bên quý chú có ý kiến gì không? Nó có cái quạt ba tiêu như thế phải không? Dạ phải, chú cũng là cầu là phải. Đúng vậy đó quý vị. Thầy dạy mình là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Mà cái quạt ba tiêu đó chính là khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Như vậy trong tâm của mình mà mỗi khi mà muốn nóng giận nó nổi lên, mình phải nhớ tới cái quạt ba tiêu, là mình phải nhớ có sự khoan dung, phải có sự nhẫn nhịn và phải có lòng từ bi. Đức thầy cho biết ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi vậy đó. Cho nên mình nhớ như quý vị, cô bác đồng đạo mà nó tu hành cực khổ lắm, mà để cho cái sự nóng giận này nổi lên nó đốt hết đường công đức mình, nó rất là tiếc. Cho nên khi mà muốn nóng giận mà nổi lên đó, chúng ta phải nhớ quạt ba tiêu, thầy dạy quạt ba tiêu là phải có khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi để chúng ta dập tắt lại lửa sân hận trong lòng của mình. Như vậy câu đầu thầy dạy có hai việc chúng ta cần phải thực hiện, đó là chúng ta phải giúp cho được mê tâm và chúng ta phải giúp cho được hờn ghét, tức là chúng ta phải loại bỏ mê tâm và loại bỏ hờn ghét. Đến câu thứ hai đức thầy dạy ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Chữ ráng là hết sức, cần chuyên là siêng năng và cần mẫn. Nhưng mà siêng năng làm gì, quý vị biết siêng năng làm gì không? Thầy dạy chúng ta niệm Phật làm lành. Như vậy câu này thầy dạy mình là phải làm, phải thực hiện gì đó là niệm Phật và làm lành. Cho mọi trường ở đây có ai không biết niệm Phật không quý vị? Ai cũng biết hết. Hỏi thì quý vị nha, giờ niệm Phật dễ không? Dễ không quý chú? Niệm Phật dễ không? Dạ. Dễ không quý cô? Thầy dạy mình phải thường xuyên phải niệm Phật, phải thấy niệm Phật dễ không? Dạ. Niệm Phật thì dễ, tại nó có 6 chữ à. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu quý vị, có 6 chữ thôi, Nam mô A Di Đà Phật dễ. Nhưng mà ở đây á, nó cũng dễ quên lắm quý vị. Dễ quên lắm à. Cho nên cái chỗ thầy thay như thế này. Thầy nói là xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử tôi, trì tâm thì quá trôi, bây giờ dùng thử mà coi thế nào, đọc tiên đi để nó vào,
thì là mới máu tạo tuôn lên. Cho nên nó đây là cảm giác nó dễ quên lắm, nó dễ quên cho nên thầy mới là xưa nay sắp cửa lạnh anh nó dễ quên đúng không vậy. Cho nên bây giờ thầy dạy mình ráng cần duyên niệm Phật là chúng ta phải nhớ niệm Phật nha. Đúng cái gì chứ niệm Phật thầy dạy mình niệm Phật có mấy cái. Dạ đúng rồi niệm Phật có hai cái. Cái thứ nhất là thầy dạy mình niệm Phật ở trong thời khóa. Niệm Phật trong thời khóa là niệm Phật như thế nào? Niệm Phật trong thời khóa tức là cái người tín đồ Phật giáo và họ chúng ta có hai thời cúng lại căn bản sáng và chiều cái gì? Có ai cúng ba thời không quý vị? Có ai cúng bốn thời không? Có không? Dạ phải có, vừa ủng hộ cho đồng đạo mình chạm phố tay quý vị. Mấy cô mấy chú mình biết không? Thầy dạy mình cúng lại căn bản là hai thời thôi. Mà mình cúng được ba thời tốt lắm quý vị. Mà mình cúng được bốn thời nó quý, nó càng quý hơn. Cho nên người tín đồ Phật giáo hảo tối thiểu thì chúng ta phải cúng là hai thời. Đó là hai thời cúng lại căn bản sáng và chiều. Mà cô bác đồng đạo mình biết không, hai thời cúng lại căn bản của đạo Phật giáo hòa hảo mình nó có lợi rất là lớn gì. Nó có công năng là chuyển chúng ta từ thân phàm của này mà trở thành thân Phật thánh. Và nó có công năng đưa chúng ta từ cõi ta bà đau khổ này mà về với niết bàn cực lạc. Do đâu mà chúng ta biết được điều này? Quý vị biết thầy chúng ta giới thiệu như thế này: sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Mà tòa chương giữa kế là giảng sanh cực lạc. Như vậy cúng lại sáng và chiều mà chúng ta sẽ được tòa chương giữa kế. Cho nên khi mà chúng ta mệt mỏi hoặc là chúng ta có quá mệt muốn nghỉ cúng là nhớ lại là chúng ta không bao giờ bỏ cúng. Đầu chỉ một thời chúng ta không bao giờ bỏ cúng. Hay là mình nhớ lại trước lúc đi xa Đức Thầy căn dặn rất là rạch đầu tha thiết như thế này: Sớm chiều minh đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Cho nên mình nhớ thầy, mình trước lúc đi xa mà thầy căn dặn nhớ lời đừng sai là chúng ta không bao giờ bỏ cúng. Và thầy còn dạy thêm cúng sau. Cúng sau làm gì mới vậy? Cúng sau làm gì? Dạ đúng rồi, thầy dạy cúng sau muốn niệm Phật cũng được. Tức là cúng đi, rồi mình muốn niệm Phật cũng được. Ngồi bán già ẩn linh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta có thể đọc cái câu 37 chữ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Câu này có 37 chữ nhưng nó cũng cái nghĩa của nó cũng dẫn đồng sáu với sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên hiện nay thì cô bác đồng đạo chúng ta thường niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn. Và Đức Thầy còn dạy mình lưu ý là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Như vậy sao hai thời chúng ta thường ngồi niệm Phật? Đó là niệm tâm trong thời khóa. Đó là thầy dạy mình niệm tâm trong thời khóa. Bên cạnh là Đức Thầy còn dạy mình cách niệm Phật thứ hai, đó là niệm Phật trong bước ngoài mình, tức là ngoài thời khóa. Đức Thầy dạy sáu đáp chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, ra niệm, nhớ quên, không đợi gì thầy khác. Như vậy ở đây là thầy bắt buộc mình à, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm Phật. Cái này mình nhớ được không quý vị? Giờ thầy dạy mình đi, mình muốn niệm Phật à. Rồi bây giờ mình đứng mình cũng niệm Phật, giờ mình nằm cũng niệm Phật, mà ngồi cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Ở đây mình thử đặt ra câu hỏi: tại sao mình niệm Phật liên tục như vậy? Thầy dạy mình phải niệm Phật liên tục đi đứng nằm ngồi. Đối với vậy với thầy dạy mình niệm Phật đi đứng nằm ngồi để làm chi? Trừ dòng niệm của chúng sanh. Dạ chú hai trưởng ban trị sự của xã Long Bình chú nói là niệm Phật để trừ vọng niệm chúng sanh, đúng không quý vị? Đúng không? Chú đúng thì mình tặng cho chú một tràng pháo tay. Dạ chú hai này, chú hiểu chú niệm Phật cái mơ, chú hiểu cái pháp môn niệm Phật rất là rõ, cho nên chú niệm Phật mục đích là loại trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Thật vậy đó quý vị,
Mục đích mà chúng ta niệm Phật đi đến nằm ngồi không gì khác hơn là để loại trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Quý vị biết không, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, cho nên Ngài rất là am hiểu cái căn cơ nè, cái hoàn cảnh nè, cái trình độ của chúng sanh sống trong thời buổi hạ nguyên mạt pháp này. Quý vị biết không, cái phước mình á nó rất là mỏng, mà cái nghiệp của mình á thì nó lại dày, trời dướng thì sâu, quệ thì nhạt, bên cạnh mình còn nhiều bởi sự vô minh nè, bởi sự thượng thiên thì bảo nè, bởi sự lo lắng nè, nó làm cho mình náo loạn cõi lòng. Ít khi nào trong lòng của mình được an lạc thanh tịnh lắm. Đâu quý vị, đâu bữa nào quý vị mà tối về quý vị mà nằm xuống cái quý vị suy nghĩ lại ngày nay có lúc nào trong lòng mình được an lạc thanh tịnh, mình chẳng có được bài không? Hay là trong lòng mình lo lắng rất là nhiều, nó chi phối bởi công việc nó rất là nhiều. Đâu quý vị, cho nên ít khi nào mà trong lòng mình an lạc thanh tịnh lắm. Cho nên hôm nay một rất thầy dạy mình là khi đi đến nằm rồi không gì khác hơn là để loại trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Giờ chúng ta thử đọc lại một cái đoạn trong bài thầy dạy trong cái bài chư Phật của bốn đại đức, chúng ta sẽ thấy rất rõ như thế này. Đức thầy cho biết, còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm chặt, niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Thì chính vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho khỏi lòng an lạc, thì phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên nay để thành tâm niệm một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra. Qua đây chúng ta thấy rằng thầy dạy mình niệm Phật khi đứng nằm ngồi không gì khác hơn là để loại trừ cái vọng niệm chúng sanh, để cho tâm chúng ta trở lại an lạc thanh tịnh và nằm ngồi tại hai chúng Phật. Quý vị biết không, chứ Phật thầy thì đúng đúng cả tay của các ngài là an lạc là thanh tịnh, còn chúng ta đó thì ô nhiễm bởi sự phiền não, chính vì vậy mà nó không nằm trong bản lai của chúng Phật. Cho nên hôm nay thầy dạy mình niệm Phật là để cho trong lòng mình được an lạc thanh tịnh và đồng với bản lai của chúng Phật. Cho nên câu này thầy dạy mình là phải ráng cầm chuyên, là phải niệm Phật. Tới thứ hai là thầy dạy mình phải làm như vậy chị. Niệm Phật rồi mình làm như vậy tiếp theo. Là phải gì? Dạ, đã rồi. Nếu như hồi bây giờ tới thứ hai là chúng ta phải làm lành. Giờ mình làm lành là làm gì quý vị? Giờ làm lành là làm gì? Theo quý chú nghĩ thầy dạy mình làm lành là mình làm gì? Làm từ thiện, làm hóa các việc từ thiện. Và thứ hai là tránh tất cả điều độc ác. Thứ ba là quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Như vậy thầy dạy mình làm lành là trước tiên chúng ta phải làm từ thiện, làm hóa các việc từ thiện. Bây giờ nói về việc làm từ thiện thì ở đây cô bác đồng đạo chúng ta đâu có ai còn xa lạ gì về từ thiện. Làm thế quý vị làm và làm còn nhiều hơn nữa. Phải không chú hai? Chú là mất việc từ thiện rồi. Còn hơn là thầy dạy là hết cái việc từ thiện quý vị làm cũng hết rồi. Cắt đường rồi lộ là nấu cơm nấu cháo, rồi xe chuyển bệnh, rồi các nhà tình thương. Nhân dân kể biết nào cho hết việc làm từ thiện của quý cô quý chú mình. Ai nói với đạo Phật giáo bà hảo là nói làm công tác thiện thì tốt. Vì lá lành đùm lá rách, rồi lá rách đùm lá nát, rồi lá nát đùm lá hết luôn, còn gì nữa vậy? Cho nên thầy dạy mình công tác từ thiện thì quý vị làm rất là tốt rồi. Như vậy mà làm từ thiện vậy đủ chưa? Dạ chưa. Làm hết cái việc từ thiện rồi, thứ hai thầy dạy mình phải làm tránh tất cả các điều độc ác như vậy. Như vậy cái việc thứ hai thầy dạy mình phải là tránh ác. Về tránh ác là tránh gì? Tránh ác là chúng ta tránh được gì? Không phải không? Không sát sanh, không đạo tạc, không tà dâm, còn miệng thì không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời ỷ ngôn, không nói lời khẩu, không nói lời dâm lưỡng. Ở cái người niệm Phật, cái người làm từ thiện mà mở miệng ra thì với người này dùng lời tha thiết mà đến kẻ kia đâm thọc cho gây được không quý vị? Không, cho ra người niệm Phật là chúng ta phải loại trừ khẩu nghiệp, tức là người
người làm từ thiện thì chúng ta phải giữ làm sao là cho cái khẩu nghiệp của mình được thanh tịnh. Và với cái ý của mình là chúng ta giữ là không để khởi lên là tham lam nè, rồi không sân nộ và không nghi si, đó là chúng ta tránh 10 điều ác. Như thầy dạy làm hết việc từ thiện rồi thầy dạy mình tránh ác rồi, giờ bản thân chúng ta không còn ác nữa rồi, giờ mình còn làm gì nữa không? Bữa nay sẵn đây mình nghiên cứu mình tìm hiểu thêm thầy dạy mình làm rồi đó, còn thiếu gì nữa không? Thiếu mình bổ sung thêm, còn cái đầy đủ là gì thôi. Quý vị thấy còn cần làm thêm nữa không quý vị? Bây giờ cái thứ ba mà chúng ta còn cần phải làm đó là phải làm gì? Phải bố thí gì? Dạ. Nãy mình làm từ thiện à, mình đi làm từ thiện thôi, mình chưa bố thí. Bây giờ thầy dạy mình là muốn trừ tham thì phải liệu cách nào, rồi phải bố thí diệt lòng bất kỹ. Như vậy mình phải bố thí như thế nào quý vị? Nói thiệt quý vị ha, trong sấm giảng có chỗ bố thí được đức thầy khen, mà có chỗ bố thí mà đức thầy chê, bố thí mà Phật không cứu. Vậy bố thí như thế nào mà Phật không cứu quý vị? Tâm còn ác, bố thí mà tâm còn ác là Phật không cứu. Ở đây đức thầy giới thiệu cụ thể là ông vua Lương Vợ Đế. Dạ đúng rồi, ông vua Lương Vợ Đế. Hỏi chứ ông là một ông vua mà ông muốn bố thí mà tiền của cỡ nào bố thí không được phải không? Nhưng mà cuối cùng Phật không cứu gì. Cho nên đức thầy nhắc lại như thế này: nhớ thở trước vua Lương Vợ Đế để tạo chùa chiền cấp nước tu hành, đến ngày sau ngã tử đài thành. Ông chết tối vậy trên Phật bất cứu vì tâm còn ác. Cho nên bố thí mà vì tâm còn ác là không được Phật cứu. Rồi mình bố thí như thế nào mà được đức thầy khen ngợi? Bố thí mà được đức thầy khen ngợi là chúng ta bố thí là không cầu danh nè, không cầu lợi nè, chúng ta vì bổn phận, vì nhiệm vụ, vì lòng từ bi, vì lòng thương người mà chúng ta bố thí thì bố thí đó là được đức thầy khen. Đức thầy giới thiệu ông nào quý vị? Dạ đức thầy giới thiệu ông Các Cô Đọc để cho mình là làm tấm gương cho mình đó vậy. Đức thầy cho biết là Các Cô Đọc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh quang phú quý chẳng cần, để miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Cho nên bố thí như Các Cô Đọc được đức thầy khen. Cho nên cô bác đồng đạo hôm chúng ta hôm nay mình bố thí là mình nghĩ gì cái bổn phận mình, vì cái nhiệm vụ của mình, vì cái lòng từ bi thương người mến vật của chúng ta bố thí. Và chúng ta bố thí chúng ta không cần cầu danh, không cần cầu lại, và đặc biệt là không cần ai biết mình là cái người bố thí. Như vậy đó là cái phước mình rất là lớn quá vậy. Giờ mình còn làm thêm gì nữa không? Làm từ thiện rồi, rồi tránh ác rồi, rồi mình bố thí rồi, mình còn làm gì thêm không quý cô quý chú? Làm lành. Dạ sáng gần dương niệm Phật làm lành. Làm lành tức là mình tránh ác đó cô. Đức thầy cho biết là sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh. Đó là như khi mà chúng ta mà diệt thập ác rồi thì tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như vậy chúng ta diệt thập ác thì tất nhiên chúng ta đã làm lành rồi đó. Bây giờ mình còn làm gì nữa không? Hành bát chánh đạo. Hành bát chánh đạo và giữ giới. Còn gì nữa không quý vị? Dạ giữ tám điều tam giáo. Dạ nó cũng là làm lành đó. Coi như bữa nay thầy dạy mình làm lành nó tìm hiểu hết luôn đó quý vị. Dạ coi như tôi biết cái đó hết rồi đó quý vị. Thôi giờ quý cô quý chú mình còn thấy thầy dạy mình cần phải làm lành, làm thêm cái gì nữa thì từ từ chúng ta nghiên cứu chúng ta làm thêm nữa ha. Giờ đại khái thì chúng ta tránh ác đi, rồi giờ chúng ta làm từ thiện đi, rồi chúng ta bố thí đi, thì coi như thầy dạy mình đã làm lành nữa. Như vậy câu thứ hai này thầy dạy chúng ta là phải ráng cần chuyên, là chúng ta phải làm hai việc, đó là niệm Phật và làm lành. Đến câu thứ ba thứ thầy dạy là
thường trao dồi chí hướng cao thanh. Chữ thường là luôn luôn, là hoài hoài. Trao dồi tức là chúng ta rèn luyện bồi dưỡng đó, làm cho nó được tốt đẹp hơn nữa. Nhưng mà làm gì? Thường trao dồi là chí hướng. Chí hướng tức là lập trường và mục đích của mình. Còn cao thanh, chữ cao thanh có nghĩa là cao thượng và trong sạch. Như vậy chí hướng cao thanh là cái người có cái chí hướng cao thượng đó, vượt hơn thường tình, tức là cái người có cái bản nguyện giải thoát. Như vậy cái người mà thường trao dồi chí hướng cao thanh là cái người đó hằng ngày là trao dồi cho mình có một cái chí nguyện giải thoát. Nhưng mà cái người có trao dồi cho mình có cái bản nguyện giải thoát thì chúng ta phải dựa vào các cái điều kiện sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta phải xác định cho được cái cõi ta bà này là cái cõi khổ vậy. Cho nên cái người mà thường trao dồi cho mình có chí hướng cao thanh, trước tiên là chúng ta phải xác định cho được cái cõi ta bà này là cái cõi khổ. Ở trong hội trường chúng ta có ai thấy cõi ta bà này cõi vui không cái gì? Có không? Vậy cõi ta bà này là cõi gì? Dạ cõi khổ. Thầy giới thiệu mà, thầy nói ta bà khổ. Phải, thầy nói ta bà khổ thì khổ nó cũng còn ít đấy. Thầy lập thêm một cái nữa, ta bà lắm khổ. Ở đây chúng ta thấy lắm khổ là thôi không có còn cái gì để mà chúng ta diễn tả cho hết cái nỗi khổ ở thế gian này. Nói về mà cái nỗi khổ ở thế gian này có muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết. Ta bà khổ và ta bà lắm khổ đấy. Khổ ở thế gian này là chúng ta tả không có xiết được cái gì. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Thầy chúng ta sơ lược về có 8 cái nỗi khổ căn bản ở trong cái cõi khổ ta bà này. Đó là 4 cái nỗi khổ của thân và 4 cái nỗi khổ trong tâm hồn. Ở đây chúng ta thấy là ở trong cái cõi tâm Đức Thầy có được giải về 8 cái điều khổ của ta bà và 8 cái điều vui ở cõi cực lạc. Cho nên được có bản nguyện giải thoát là chúng ta phải xác định ra được cái cõi ta bà này là cái cõi khổ vậy. Hỏi thiệt quý vị nha, có ai mà mới vừa mở mắt chào đời, có ai mà cắt tiếng cười không cái gì? Vậy mà cắt tiếng gì? Dạ cắt tiếng khóc không à? Mới sinh ra là mình đã cắt tiếng khóc rồi. Nếu mà vui là chúng ta cười, mà tại vì do khổ mà chúng ta mới khóc. Cho nên mà chúng ta cắt tiếng khóc là vì chúng ta chẳng bằng lòng với cảnh cực nhọc này. Cho nên mới vừa lọt lòng mẹ là chúng ta cắt tiếng khóc chào đời. Đó là chỉ cho cái sự khổ của cõi ta bà này. Rồi tới cái thứ hai là cái nỗi khổ của già cái gì? Sanh đã khổ rồi tới cái nỗi khổ của già. Tôi thấy nghĩ mà cái nỗi khổ của già ở đây cô bác trong hội trường chúng ta ai cũng nếm hết rồi phải không vậy? Ở đây với cô với chú mình đa số là cái người cô bác cao tuổi là nhiều. Bây giờ quý cô với chú mình có thấy được cái nỗi già khổ thầy diễn tả đúng không quý vị? Mới vài chục năm về trước thôi, quý cô mình quý chú mình rất là đẹp, cái tuổi thì thanh xuân quá, tóc thì đen quyền, ta nói mặt hoa da phấn, khôi ngô tướng tú rất là đẹp. Nhưng mà trải qua giờ vài chục năm đó, vài chục năm nó thoáng qua giờ, bây giờ mình nhìn lại cái hôm nay tuổi mình đã già rồi. Mà Đức Thầy cho biết như thế này: ô hô, mà nay sao lại răng rụng, rồi mắt lờ, tù tai, chóng óc, da nhăn, má cớp, gối mỏi lưng khòm, rồi nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiêm, uống ăn đổ tháo, bọn trẻ dễ khinh, rồi già đành nhờ cậy, đi tay nương gậy, phế việc dân quan, rồi tinh thần hao kém, từ khí lực hầu tàn, thọt nhớ thọt quên, nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mòi. Sao nói vậy? Lắm điều lao nhọc. Đức Thầy chúng ta diễn tả những cái cảnh già nó khổ như vậy. Mà tôi thấy nghĩ rằng cái già nay cũng nếm hết. Rồi tiếp theo thầy diễn tả thứ ba đó là cái bệnh. Hỏi thiệt quý vị nha, ở trong hội trường mình có ai dám giơ tay nói tôi không có bệnh không quý vị? Có không? Dạ không. Nói về cái bệnh thì ai cũng bệnh hết. Bệnh nhiều nữa. Chú hai nó thậm chí bệnh nhiều nữa. Dạ. Cho nên có những cái bệnh viện gọi là bệnh viện cao pha đó, là bệnh viện đó là trị nhiều bệnh lắm. Dạ. Cho nên là chẳng những một bệnh mà còn nhiều bệnh. Nói về cái bệnh đó thì cô bác thấy dễ chịu không quý vị? Bây giờ mình nói cái bệnh nhỏ thôi, bệnh nhẹ thôi. Giờ cái bệnh nhức răng mình chịu nổi không?
Nói vậy cái bệnh nhức răng đó mình nói phải nhức đầu đi cho nó dễ chịu hơn. Mà khi nhức đầu cái mình nói trời ơi phải đau cái tay đi. Mà khi đau cái tay cái nó trời phải đau cái chân đi cho nó dễ. Rốt cuộc là không có cái đau nào dễ chịu hết. Không có cái bệnh nào chúng ta dễ chịu hết. Tức là vậy, nói về mà cái bệnh thì chúng ta có rất là nhiều cái bệnh chúng ta được cũng nếm rồi. Vì cái bệnh khổ không? Khổ không quý vị? Khổ, vì cái bệnh cũng khổ. Rồi tiếp theo đó thầy diễn tả cái khổ thứ tư đó là cái khổ về về chết quý vị. Tôi thấy nghĩ rằng cô bác đồng đạo nơi đây ba cái khổ đầu chúng ta nếm rồi đó. Cái sanh, cái lão, cái bệnh chúng ta biết rồi đó. Nhưng mà còn một cái chúng ta chưa biết đó là nhiều quý vị? Bệnh tử đó là chết đó quý vị. Mà ngặt mình chưa chết. Mình chưa chết. Đến thầy giới thiệu như thế này. Những cái sanh nè, cái bệnh nè, cái lão nè, cái tử nè được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai hết. Mình nghĩ rằng phải như thầy nói mà còn thiếu sót một ai đó, cái còn hy vọng mình lọt được cái kẻ đó nha. Nhưng mà thầy khẳng định là không thiếu sót một ai hết. Như vậy là tất cả cô bác đồng đạo chúng ta trong hội trường ai ai cũng thầy chết hết quý vị. Tức thầy cho biết là dầu ẩn nơi cùng tóc thanh sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Như vậy chúng ta trốn ở đâu có không khỏi. Thử hỏi mình sống ở đây nè mà thần chết kia thì ôm hốt bên mình, hay là mình chúng ta sống ở đây mà lưỡi hái của tử thần chờ mãn phước là ra tay bẻ họng. Cho nên tất cả cô bác đồng đạo chúng ta rồi ai ai cũng phải chết lắm. Mà thật sự mà nói đó quý cô quý chú mình nha, cái phiên thuyết giảng hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 này mình còn được dự phiên thuyết giảng này gì. Nhưng mà chưa chắc lần thuyết giảng sau mình còn có mặt không vậy. Quý vị biết không, có cái chú mà trưởng ban trị sự mới gọi yêu cầu mình thuyết giảng đó, mình hứa rồi chưa có kịp tới cái ngày mình đi thuyết giảng nữa là nghe tin là chú đã qua đời rồi. Cho nên tới ngày mình tới nó thuyết giảng là coi như chú đã qua đời rồi. Cho nên mình thấy mình sống ở đây ha, mà nó vô thường nó tới với mình rất là nhanh lẹ quý vị ơi. Cho nên thầy dạy mình là phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu quý vị. Hay là chi cho bằng, ta sớm lo tông, nhìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, mà cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Và có chỗ thầy còn nhắc mình thêm nữa là ngày nay sớm đến Phật đàn để tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy phun linh hồn. Trên cô bác đồng đạo mình biết không, khi mình còn sống ở trên thế gian này là cái kiếp sống mình rất là quý. Cho nên á, mình ráng tranh thủ mình tu hành, thầy dạy mình là không có gì là sớm thức tỉnh tu hành, phải ráng tu đặng mà chết. Như vậy cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử, đây là bốn cái nỗi khổ của thân. Tiếp theo đó thầy diễn tả về bốn cái nỗi khổ của tâm hồn như thế này. Đó là cái nỗi khổ mưu cầu bất đắc. Mình sống ở trong thế gian này mình mong mỏi, mình mong cầu một điều gì đó mà nó không được tội nguyện thế của mình khổ lắm quý vị. Tôi nói thiệt á, quý vị biết không, mình mong cầu một điều gì đó mà nó không có được tội nguyện mình khổ lắm. Người trên đời ai cũng lòng tham, rồi muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, rồi nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, rồi cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng? Như vậy cái nỗi khổ thứ năm là cái nỗi khổ mưu cầu bất đắc mà không được chúng ta khổ lắm. Rồi tiếp theo đó thầy diễn tả cái nỗi khổ thứ sáu đó là cái nỗi khổ ái biệt ly. Với cái người mình thương mà lại chia liền. Mình ấy nghĩ rằng trên thế gian này không có người nào mình thương bằng cha với mẹ mình. Mình nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ sống suốt cuộc đời với mình. Nhưng mà một ngày nào đó cha mẹ mình qua đời, để lại cho mình cái sự thiên thương tiếc, cái sự nhớ nhung không bao giờ phôi pha được cái gì. Cho nên với cái người mà thương yêu đó là chia lìa mình khổ lắm. Thầy cho biết là khi khóc than nước mắt đầm đìa, rồi lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Hồi xưa khi mình đọc giảng qua đây, mình cũng đọc cái câu này, nhưng mà mình không có cảm nhận
nó không có thấm thía bằng khi mà mình trải, lúc mà mình trải, mình trải nghiệm mình mới thấy được cái sự đau khổ thật sự. Cha mẹ mình qua đời rồi nói cho mình thương tiếc khủng khiếp luôn. Mình khi mình khóc than rồi là nước mắt mình đầm đìa. Rồi mình đọc thầy nó là lúc trong lúc mà trong nhớ được tầm chua xót, mình chưa có hiểu nó chua xót đến mức độ nào. Cái lúc mà mình cảm nhận nó mình mới thấy chua xót đến mức độ nào. Tại vì chỉ có người ăn ớt mới biết ớt cay, chỉ có người thức đêm mới biết đêm dài, chỉ có người thật sự khổ đau mới thấu hiểu được tâm trạng của người đau khổ. Cho nên khi người thương của mình mà qua đời rồi thì mình đau khổ lắm. Đó là cái mình người thương yêu thì đã chia lìa. Cái nỗi khổ thứ bảy là cái quan tán hậu, tức là cái người mình ghét mà gặp gỡ. Ở trên thế gian cái người mình ghét là mình không có muốn gặp. Thế mà cái gì nó không quên, nó hay đưa đến. Mà cái gì không thích hay xích lại gần đó, làm cho mình khổ lắm. Thế gặp nhau mắt thửa kim châm mà có nó cứ gặp hoài, rồi làm cho đời đau đớn âm thầm mà khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đó là cái nỗi khổ quan tán hậu, tức là cái người ghét mà cứ gặp gỡ. Để cái nỗi khổ thứ 8 đó là cái nỗi khổ u sầu lo ngại, tức là cái người giàu cũng khổ mà cái người nghèo cũng khổ. Cô bác đồng đạo mình biết không, hồi nào tới bây giờ á, bản thân tôi suy nghĩ như thế này, tôi nói chắc cái người nghèo á khổ lắm, còn cái người giàu không có khổ. Tại vì cái người nghèo á thì lo thiếu đủ thứ vật chất trên thế gian này, cơm máu gạo tiền và là thuốc men có đủ thứ trên đời này, cho nên khổ lắm. Còn người giàu thì muốn cái gì có cái lấy rồi, tiền của có sẵn thì sao mà khổ. Cho nên nghĩ người giàu không có khổ, nhưng mà chúng ta thấy thầy dạy người giàu có khổ không cái gì? Cũng khổ luôn á. Hỏi chứ cái người nghèo thì khổ vậy cái gì? Người nghèo thì khổ vì lo một nỗi nợ nần nè, rồi lo đau đói liệu cơn nhà đất nè, rồi buồn duyên số phận mình nhơ sạch, rồi rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Đó là cái nỗi khổ của người nghèo đó. Giờ giờ tiếp theo thầy cho biết là người giàu cũng khổ. Giàu thì lo chen lấn với người, rồi miễn cho được đầy gương đầy tủ, rồi của như thế góp tôm bảo hữu, rồi sợ gian phi trộm cướp rình mò, rồi lo tước quyền cho được thơm tho, rồi sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Cho nên cuối cùng thầy mới tóm lại một câu xanh dờn luôn vậy. Ôi, cả sang hèn chẳng ai thông thả. Như vậy cái người sang cũng khổ mà cái người hèn cũng khổ. Như vậy là chúng ta thấy bây giờ cái người giàu cũng khổ mà cái người nghèo đã khổ rồi mà người giàu cũng khổ, cho nên nó cuộc ai cũng phải khổ hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái người mà có cái bản nguyện giải thoát là chúng ta phải xác định cho được cái cõi ta bà là cái cõi khổ, và chúng ta phải xác định cho được cái cõi cực lạc là cái cõi tột vui. Đức thầy diễn tả mà cái cõi cực lạc nó vui như thế này: cảnh thanh minh mà sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui truyền đáo. Như vậy nói về cái vui truyền đáo là chúng ta không có thể nào mà diễn tả cho hết được. Như vậy chúng ta sống ở thế gian này thì Đức Thầy diễn tả có 8 điều khổ. Mà khi mà chúng ta giảng sanh về cực lạc, Đức Thầy diễn tả là có 8 điều vui. Ở bên đây chúng ta sanh ra chúng ta khóc, về bên kia chúng ta không có sanh ra. Mà Đức Thầy cho biết là thần thức nhập thì thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, rồi bất di dịch, khỏi gì khổ lão. Giờ nó không có già đâu. Thể thanh tịnh thường không huyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, rồi khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, về cực lạc không bệnh luôn. Ta thoát cuộc lao đao vì nó, rồi đường sanh mạng thì Phật ta đồng thọ, rồi tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Như vậy về bên kia là tử thần không dám dắt mình đi luôn. Vì thốt luân chuyển khỏi đeo khổ tử, về bên đó là không chết thôi, không già không bệnh mà chẳng ngày nào lo. Đó là chúng ta sanh bệnh chết là chúng ta về cực lạc, là chúng ta không có chết cái gì. Rồi cuộc y thực, về đó là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, rồi không nhọc nhằn lo diệt sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, cả hại chúng hại đều vững chắc, toàn dân lành
đâu có đắn đo. Về bên đó không có cãi lộn thì bên đây mình cứ cãi lộn hoài, chứ cô chú nó không về cực lạc, không có cãi lộn. Vì sao? Về bên đó là tâm đồng nhau và thượng thiện vui vầy. Như vậy cái người mà có bạn nguyện giải thoát mà chúng ta phải xác định cho được cái cõi ta bà là cõi khổ, rồi cõi cực lạc là cõi vui. Và cái người có bản nguyện giải thoát đó là chúng ta phải biết là cái sự tu hành là một cái lợi rất là lớn, thậm chí cực kỳ lớn luôn vậy. Mình tu mình có lẽ không quý vị? Cô bác đầu đầu thấy tu mình có lẽ không? Lẽ không? Có, mình lấy lợi ích mình mới tu chứ không có lẽ sao tu. Giống như đi làm ăn đi mua bán để có lời thì chúng ta mới ham, không lời mình đâu có làm nổi, phải không? Bây giờ chúng ta thấy về động văn nào mà thầy giới thiệu những cái lệnh của người tu quý vị. Bây giờ mình tu hôm nay nè, mà mình trước tiên giải thoát được bản thân mình. Thứ hai đó là mình cứu được ông bà cha mẹ mình. Thứ ba là chúng ta cứu được dòng họ mình. Thứ tư đó là chúng ta giải thoát được muôn loài vạn vật luôn quý vị. Đó là cái lệnh rất là lớn của sự tu hành. Hồi trường chúng ta có ai biết rộng giảng nào mà thầy giới thiệu đến cái sự tu hành không quý vị? Trong bài nào? Dạ, trong bài nguyện chứng tâm thần của Quyền. Đúng rồi, cô nói đúng rồi đấy. Đức thầy giới thiệu mà trong cái bài mà bài nguyện chứng tâm thần của Quyền gồm có 20 câu thôi. Mà chúng ta thấy đức thầy giới thiệu có lệnh có sự tu hành như thế này. Sau hưởng đặng phước thừa của Phật, rồi hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, tức là hồn nhẹ nhàng tức là mình được giảng sanh cực lạc. Hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, rồi nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài, rồi về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trần, rồi đem đạo pháp quyền âm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả giảng giả đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lược, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là được vô sanh. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó, mình phải xác định cho được cái sự tu hành là một cái lệnh rất là lớn, thậm chí cực kỳ lớn luôn, vì mình mới ham tu hành không biết cô. Cho nên chúng ta thấy cái người có bản nguyện giải thoát là chúng ta phải thấy sự tu hành là một lợi ích rất là lớn. Và tiếp theo cái người có bản nguyện giải thoát đó là hàng ngày chúng ta phải trao dồi cho mình có cái đời sống thanh tịnh, cái đời sống trong sạch. Tức là cái đời sống của mình hàng ngày là chúng ta phải sống cho nó trong sạch nè. Và đối với vậy chứ trong thời trường mình, đức thầy giới thiệu ai là cái người có cái đời sống trong sạch như vậy? Nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, thi cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bả lại. Vì chú nói là thầy nhang. Và còn ai nữa không? Ai là cái người có đời sống thanh tịnh quý vị? Tôi nhắc cho quý vị, tôi gợi ý quý vị nha. Thầy có giới thiệu một cái người đó nằm ở trong cái quyển thứ 5 không quý vị? À, đúng rồi, đúng rồi, tôi đã hà ra. Đức thầy giới thiệu như thế này: có nhà sơn cắt thành mấy dặm, rồi thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có dị tư, rồi đời thanh tịnh dình theo đạo lý, ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thấu mối diệu quyền, ông là người Bà La Môn Tiên A Tư Đà tiên hiền tinh lão. Như vậy là đức thầy giới thiệu là ông A Tư Đà. Ở đây chúng ta thấy đó, ngược dòng lịch sử cách nay trên 2500 năm, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời đó, là lúc đó ông A Tư Đà ông lớn tuổi rồi. Như vậy Thái tử chưa ra đời mà ông A Tư Đà ông đã có cái đời sống thanh tịnh trong sạch rồi. Cho nên khi mà Thái tử chào đời đó thì vua Tịnh Phạn mới rước ông A Tư Đà này về, mời ông A Tư Đà này về hoàng cung để xem tướng cho Thái tử. Khi mà xem tướng cho Thái tử xong thì ông A Tư Đà ông khóc gì? Ông khóc là gì? Ông khóc là gì? Ông biết rằng sau này Thái tử lớn lên sẽ xuất gia tu hành đắc thành chánh quả, rồi đem cái giáo lý ấy mà ban rải khắp mọi nơi để cho mọi người biết giáo lý để tu hành. Nhưng mà đến lúc đó thì ông A Tư Đà không còn nữa, cho nên ông mới buồn mà ông khóc. Như vậy ở đây chúng ta thấy khi mà
Khi mà Thái tử chưa ra đời là ông A Tư Đà ông đã có cái đời sống thanh tịnh trong sạch. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình là chúng ta phải sống thường trao dồi cho mình có được cái đời sống thanh tịnh trong sạch. Và các người có cái bản nguyện giải thoát nữa là chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải làm sao mà trao dồi tư tưởng của mình cho được chân chánh. Tức là từ cái suy nghĩ, việc làm của mình phải cho nó đúng đắn, đúng theo quỹ đạo vậy. Cho nên Đức Thầy cho biết là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt trao sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Như vậy sự đầu tiên của người hành đạo là trước tiên chúng ta phải sửa tư tưởng cho mình được chân chánh. Và Đức Thầy, chỗ khác Đức Thầy còn cho biết là ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Như vậy thì cái người có bản nguyện giải thoát là tức hằng ngày chúng ta phải trao dồi cho mình có được cái tư tưởng chân chánh. Thưa các bác đồng đạo kính mến, nhờ người có bản nguyện giải thoát thì chúng ta còn làm thêm gì nữa không quý vị? Những cái người mà có bản nguyện giải thoát thì hằng ngày chúng ta phải xác định cõi ta bà là cõi khổ nè, chúng ta phải xác định cõi cực lạc là cõi vui, và chúng ta phải xác định cho được sự tu hành là lợi rất là lớn. Rồi hàng ngày chúng ta phải trao dồi, hàng ngày là chúng ta phải chuyên trao dồi cho mình có đời sống thanh tịnh trong sạch, và hàng ngày chúng ta phải rèn luyện cho mình có được cái tư tưởng chân chánh. Đó là cái người có bản nguyện giải thoát, tức là cái người có cái chí hướng cao thanh. Đến câu thứ tư, Đức Thầy cho biết là cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Khỏi thẹn tức là khỏi thùa, khỏi thẹn ý chỉ là chúng ta không xấu hổ, rất là xứng đáng với danh phận con lành Phật giáo, tức là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Như vậy chúng ta mà thực hiện đúng theo ba câu dẫn trên thì cái câu thứ tư đây là cái kết quả chứng đắc giải thoát của người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thưa cô bác đồng đạo kính mến, thì coi như cái vừa qua thì tôi đến đây để tâm tình chia sẻ cùng cô bác đồng đạo chúng ta cũng hơn một giờ đồng hồ rồi. Hôm nay thì hội trường chúng ta sẽ được hai giáo lý viên, tức là phía sau mình còn một giáo lý viên nữa, đó là giáo lý viên Lữ Văn Thư. Đây là cũng là cái người đàn anh. Rồi ở phía sau anh sẽ lên tâm tình chia sẻ với quý cô, cái thời gian nó dài và nó nhiều hơn nữa. Rồi coi như cái chuyên đề bốn câu giảng của tôi thì coi như đến đây cũng đã hết. Rồi coi như cái thời gian ở đây nhiều cũng được rồi hết quý vị, hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mà thưa cô bác đồng đạo kính mến, thì nói thiệt với quý vị nha, tôi thì với cái bản thân thì tuổi đời cũng còn nhỏ, thì cái sự tu hành, cái sự nghiên cứu thì nó cũng còn rất là hạn chế. Cho nên đứng trước cô bác đông và nhất là quý cô chú mình lớn tuổi, đây là những bậc tiền bối mà tôi đến đây để tâm tình chia sẻ thì tôi cũng rất là lấy làm ngại. Nhưng mà nghĩ lại Đức Thầy dạy là vì bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đích của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, hầu không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Cho nên tôi mạo muội đến đây để tâm tình chia sẻ thì chắc chắn rằng không sao tránh khỏi những phần sai sót, tại vì nhân vô thập toàn, làm người thì không bao giờ dạng người cả. Cho nên trong khi trao đổi chia sẻ thì chắc chắn không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong cô bác đồng đạo nơi đây cũng thông cảm, niệm tình và tha thứ dùm những gì còn thiếu sót. Và trước khi rời khỏi diễn đàn, xin cầu chúc cho toàn thể quý cô bác đồng đạo nơi đây được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn giải thoát. Để rồi như Đức Thầy chúng ta từng mơ ước là đồng bay về cực lạc một đàn. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.